Đây, hôm nay là ngày Đức Bạc Mẹ. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới Đức Cha với mẹ. Ba bạn mùa một cha năm của cha mẹ mình đó cũng nhìn nhớ. Ba đứa con sẽ tạo một bất ngờ cho mẹ. Còn hôm nay á là ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ con, nên là con quyết định sẽ làm một món quà bất ngờ dành cho mẹ. Và những nguyên liệu này cha mua như là nến nè, rồi dĩa ăn, rồi quà, rồi kìa. Thế là con sẽ xin nhờ tới tổ chức để giữ 20 năm ngày cưới cha với mẹ của con. Đây là một quà bí mật của mẹ. Đây là một bạn bí mật của mẹ con. Mẹ ơi, mẹ đang đứng, mẹ sẽ có một bất ngờ dành cho mẹ. Anh muốn kẹo cho mẹ. Mở mắt ra.
Cái gì đâu vậy? Mẹ đi đánh ra khúc miệng chết đi. Mẹ bắt mẹ rồi đi. Mẹ đi đánh miệng xong mày mới được người coi nha. Dạ. Để vô mỗi mẹ không ngay nè. Chưa, để cho mẹ đánh ra khúc miệng trước. Rồi, mẹ làm sao mà mẹ kêu được con nha. Con mắt mẹ đánh nè. Qua đây nè. Đốt cây số này cây 12 nữa kìa. Rồi lộng lộng cameraman đi. Cha với mẹ rồi thổi lại thổi đèn cày chứ. Làm đốt mấy cái cây kìa. Để đó bắt cây kìa. Bên kia bên chặt nữa rồi kìa. Để bên đây tàn đốt trước nó rụi rồi kìa. Chụp hình nữa em lấy điện thoại á. Các bạn ơi quá trời đẹp rồi. Quá cảm động luôn. Cảm ơn con, không miếng cài. Bé không miếng cài. Em không cài kìa. Cảm ơn. Để con lộn với con. Nè. Cái gì vậy? Dao. Cảm gì? Cắt. Cắt gì? Cắt này hả? Chị bị tưởng cắt gì? Cắt dạ. Mẹ nó cháy của chen nè. Hả? Mẹ lộn luôn. Mẹ lột, ai cho nó lột vậy? Giờ là cho muốn bốc quà thôi. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì mà hồng hồng đẹp nè. Đảo rồi sợi mấy cái khác. Mày đừng có lắc, cái tay ta dịnh vô cao ra bị án nè. Cái gì mày gầm vô? Đây! Cái nờ hả? Cái nờ là cái đồ tiên. Kỳ cục. Cái gì vậy? Annabelle. Đẹp quá vậy. Mẹ hãy có cái nút rồi. Đi ngủ. Con biết nào xong cái tay con mà chồng đó. Con gì? Con mẹ thôi. Thật là cảm động. Thật là cảm động. Cảm động. Mày đó. 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 Mày đó
đem ông Hồng gì khó thì con giúp con lại thôi. Chị hứa với ông Hồng nó chạy ngoài á. Xong. Quà của mẹ tặng mẹ mà. Chị á? Cái con ngấu mất bị bà ra á. Đó. Thì quá xe hả? Cái này mà đồ cầm cho nó bỏ túi luôn quá. Sáng cứ mất chơi mà nó chạy thôi. Mẹ lo mẹ nó đòi hoài luôn á, cha mệt quá luôn. Con gì sao? Bắt đi bà nè. Ok, bây giờ tiết mục bánh thích nhất. Con muốn mua một cái. Ok, mẹ cho. Nãy giờ không đúng. Nãy giờ không đúng. Nhạc ngủ mà. Nè. Không rồi. Có mẹ một cái. Nhìn như hai vợ chồng ôm nhau dưới trời 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 đông giá tiết. Wow. À, chắc ngon lắm đây. Mấy cái lọ vậy? Của em. Sao cái cây nó nhìn nó lọ ha? À, hết lọ rồi đó. À. Mẹ ơi, con đừng cắt đi mẹ, con cắt đi mẹ xíu mà. Ủa cái này cắt đi. Cái gì vậy? À mấy cái trái trái thôi. Cắt đi, tiết kiệm điện của tôi ông ơi. Nó đã sạc pin hả? Ồ. Ủa chui á. Thì nó là dành riêng của mẹ mà. Còn cha thì trời ơi. Cha thì buồn rồi. Cha những vui gì có quà cho mẹ. Sau này có bị la la cái đó là cái nhà bóng của mẹ. Nó đang ngủ nướng. Nó đang ngủ gì mẹ đừng. Ờ, mẹ nó còn nhớ được đi con lắm rồi. Mẹ hôm trước người ta không có cái này rồi nó người ta làm cái này là nó ngủ cái này nè. Mẹ đừng đừng mẹ đừng cho Zalo à. Cái đó Zalo mua tặng mẹ nên nên nhớ đừng có lấy nha. Quá rất là nhiều món quà có ý nghĩa nha các bạn. Một là một là cái đèn ngủ nè của con Bobby La La đâu mà ta cái bị bà ra.